Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cho 3 vùng khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia, cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020, những bản tin trong ngày cuối tuần đến cùng với Lê Ngọc, đó là anh Việt Linh. Và trước khi mà mời quý vị bước vào những bản tin trong ngày thứ Bảy hôm nay, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết tại thủ đô Washington. Bầu trời tại thủ đô Washington trong sáng ngày hôm nay rất là nhiều mây, âm u, không có những cái ánh nắng của buổi sớm mai thưa quý vị, và đang mưa. Những cái hạt mưa rất là nhẹ và nhiệt độ hiện tại 54 độ với gió Tây thổi 12 dặm một giờ. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì ngày thứ Bảy vẫn là một ngày nhiều mây, không có những ánh nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ Bảy 60 độ và buổi tối xuống thấp 53 độ. Và sáng ngày hôm nay thì vừa mưa lại vừa có sương mù, những cái làn sương mù rất là nhẹ. Và mưa sẽ rải rác trong nguyên cả ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Và ngày mai dự đoán thời tiết như thế nào thì Lê Ngọc đang nhìn trên hệ thống satellite để mà tường trình đến cho quý vị. Bầu trời khô ráo sau một ngày mưa thì ngày mai, ngày Chủ nhật, khô ráo nhưng vẫn nhiều mây và vẫn có và bắt đầu có những cái ánh nắng xen lẫn với những áng mây trong ngày Chủ nhật. Nhiệt độ cao nhất cho ngày Chủ nhật lên tới trên 70 độ, 72 độ là nhiệt độ vào buổi trưa của ngày Chủ nhật, và buổi tối xuống thấp trở lại là khoảng 52 độ. Thì hai tối ngày thứ Bảy và tối ngày Chủ nhật, quý vị sẽ có những giấc ngủ rất là ngon để mà có thể là để qua một bên những cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Và khi nói đến dịch coronavirus COVID-19 thì Lê Ngọc sẽ cùng với anh Việt Linh tiếp tục cập nhật đến cho quý vị về tình hình của COVID-19 ở tại thế giới và Hoa Kỳ như thế nào trong ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy hôm nay. Và Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào sự kiện nổi bật nhất trong tất cả những dữ kiện liên quan đến COVID-19. Thì vào chiều tối của ngày hôm qua thì chúng ta đã biết sự kiện gì thưa quý vị? Đó là FDA, cơ quan quản trị dược phẩm, vừa mới chuẩn thuận cái mẫu xét nghiệm có một cái kết quả cấp rất là nhanh, cấp tốc, chỉ trong vòng vài phút, có thể là từ 5 cho tới 15 phút, của công ty nào? Đó chính là của công ty Abbott Laboratories. Mời quý vị theo dõi. Has approved a new coronavirus test. It promises to provide results in less than 15 minutes. Now federal health officials cleared the test for emergency use, saying its benefits outweigh any risks, such as false positives or negatives. The test maker expects to deliver 50,000 of those per day. Quý vị vừa mới nghe, mỗi một ngày sẽ được gửi đến tới 50.000, thưa quý vị, những cái mẫu xét nghiệm này, mỗi một ngày 50.000. Và công ty sản xuất dụng cụ y khoa Abbott Laboratory cho biết là cơ quan quản trị dược phẩm FDA xác nhận tin này vào tối ngày hôm qua, tối thứ Sáu, tin mới nhất ngày 27 tháng 2. Và mẫu xét nghiệm này có một cái tên là ID Now COVID-19. Và ông Robert Ford là chủ tịch của hội đồng quản trị của công ty Abbott đã tuyên bố mẫu xét nghiệm mới này, ID Now COVID-19, có thể dùng, có thể thử ngay tại những địa điểm xét nghiệm lưu động, tức là chúng ta thường gọi là drive-thru. Và ông Robert Ford cũng cho biết là trong một ngày, công ty Abbott Laboratories có thể sản xuất 50.000 mẫu xét nghiệm vào tuần tới. Riêng các chuyên gia về an ninh y tế đã khuyến cáo Hoa Kỳ cần xét nghiệm con số từ 100.000 cho đến 150.000 người một ngày để mà theo dõi cái tình hình lây lan, nhằm để đưa ra một cái phương pháp hữu hiệu ngăn chặn cái sự lây lan này. Chúng ta đã biết là bắt đầu từ ngày hôm qua thì Hoa Kỳ đã vượt qua cái ngưỡng hơn 100.000 người bị nhiễm bệnh và đã đứng hàng đầu trên thế giới từ ngày thứ Năm. Đó là cái tin nổi bật nhất mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Và bên cạnh đó
thì cũng có một cái tin làm cho chúng ta đỡ lo hơn, là qua Thượng viện đã được đồng thuận, đã bỏ phiếu đồng thuận cái gói kích cầu, cái gói cứu trợ kinh tế vào ngày hôm thứ Năm, thì ngày hôm qua, ngày thứ Sáu, bên Hạ viện cũng đã bỏ phiếu tán đồng. Do đó, Tổng thống Donald Trump, ông đã ký cái dự luật này để thành đạo luật cứu trợ coronavirus trị giá trên 2.000 tỷ đô la trong ngày hôm qua, để mà cố gắng giảm bớt đi cái sự thiệt hại kinh tế từ đại dịch ở nước Mỹ. Đó là những tin tức nổi bật nhất mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, và xin mời quý vị bước vào những bản tin liên quan đến coronavirus COVID-19 ảnh hưởng như thế nào trên thế giới và sau đó là Hoa Kỳ, nước Mỹ của chúng ta. Lê Ngọc xin mời anh Việt Linh. Việt Linh xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào cô Lê Ngọc. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan khắp nơi như hiện nay, những gì Việt Linh có thể nói trong lúc này đến với các anh chị trong đài NV Radio? Cô Lê Ngọc, cô Minh Nguyệt, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, nhà báo Đào Trường Phúc và cùng tất cả quý vị thính giả của NVR là những lời chúc thật nhiều sức khỏe, bình an đến với mọi người để cùng nhau vượt qua khó khăn thời đại dịch corona. Thưa quý vị, những thông tin sai trái nhưng lại được lan truyền khắp mạng xã hội đã khiến những người Iran lầm tin, và giữa lúc công chúng nước này lo sợ virus và hoài nghi chính phủ, đã khiến gần 300 người chết vì uống cồn công nghiệp để chữa COVID-19. Theo AP, đã dẫn lại truyền thông của Iran, cho hay gần 300 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị tổn thương do uống cồn công nghiệp trên khắp đất nước, nơi việc uống rượu bị cấm và người ta phải nhờ cậy những tay buôn rượu mua giùm. Thông tin trên được đưa ra giữa những lúc phương thức chữa COVID-19, bệnh do virus corona gây ra, lan truyền khắp mạng xã hội của Iran. Cùng lúc, người dân Iran hoài nghi chính phủ một cách sâu sắc vì giới chức đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh trong nhiều ngày trước khi nó bùng phát mạnh mẽ. Virus đang lây lan, và người này đến người kia tử vong. Tôi nghĩ họ thậm chí còn ít biết đến thực tế rằng còn có những nguy hiểm khác đang rình rập họ. Theo bác sĩ Knut Erik Hodda, nhà nghiên cứu độc học lâm sàng tại Oslo, nói với AP rằng ông đã nghiên cứu về sự độc hại của cồn công nghiệp và lo sợ rằng dịch bệnh tại Iran có thể sẽ nghiêm trọng hơn những gì được công bố. Khi họ cứ uống thuốc đó, sẽ có thêm nhiều người bị nhiễm độc. Cho đến nay, thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị cho COVID-19. Các nhà khoa học và các bác sĩ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu chủng virus mới và điều chế thuốc như vaccine. Tuy nhiên, trong các bài viết được chia sẻ tới lui, các tài khoản mạng xã hội ở Iran đã lan truyền những tin vịt rằng một giáo viên người Anh và nhiều người khác đã tự chữa khỏi COVID-19 nhờ uống whisky với mật ong, cùng với bài viết về việc sử dụng nước rửa tay gốc cồn. Một số người nhầm tưởng rằng uống cồn cao độ có thể giúp tiêu diệt virus trong cơ thể. Nỗi sợ virus tại Iran, nơi đã ghi nhận hơn 29.000 ca nhiễm và hơn 2.200 ca tử vong, khiến hàng chục người bị tổn thương vì uống cồn methanol tại tỉnh Khuzestan và thành phố Shiraz. Truyền thông Iran cũng đưa tin về các vụ tương tự ở hai thành phố khác như Karaj và Jhaz. Tại Iran, chính phủ yêu cầu các nhà sản xuất methanol, loại cồn chỉ được dùng trong công nghiệp, dán nhãn màu sắc cho sản phẩm để công chúng phân biệt chúng với ethanol, loại cồn có thể được dùng để tự rửa vết thương. Ethanol cũng là loại cồn được dùng để sản xuất thức uống có cồn, dù việc này bị cấm tại Iran. Cồn methanol không thể được nhận ra trong thức uống bằng cách ngửi hoặc nếm. Nó có thể gây rối loạn chức năng các cơ quan trong cơ thể và làm tổn thương não. Các triệu chứng bao gồm tức ngực, buồn nôn, thở gấp, mờ mắt và thậm chí hôn mê.
Và cho tới ngày hôm nay thì cái số liệu mới nhất của trường Đại học Johns Hopkins University thì số trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp, tức là COVID-19 trên toàn thế giới thì con số này là bao nhiêu thưa quý vị? Đã vượt qua ngưỡng hơn 600.000 người. Thì cái số người mà bị tử vong, bị chết đã lên tới trên 27.000 người, 27.862 người đã bị chết. Trong khi đó thì thưa quý vị, số người mà được chữa khỏi, hơn 130.000 người được chữa khỏi trên toàn cầu. Và nước Mỹ hiện là quốc gia mà ghi nhận nhiều trường hợp bị mắc COVID-19 nhất trên thế giới. Con số này Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị đã hơn 104.000 người. Trong khi nước Ý cũng là quốc gia có số trường hợp tử vong do COVID-19 cao nhất, với số người bị chết hơn 9.100 người đã bị chết. Thì đây là tất cả những cái tin tức mà để cho chúng ta nhìn qua thế giới, những sự việc gì đã diễn ra trong cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Lê Ngọc thấy là thủ đô Tokyo của Nhật Bản cũng ghi nhận trên 60 ca bị lây nhiễm chỉ trong vòng một ngày. Và như vậy thì thưa quý vị, ở Tây Ban Nha thì như thế nào? Ở Tây Ban Nha với cái dịch COVID-19 lại có thêm 832 người bị chết tại Tây Ban Nha chỉ trong vòng một ngày, trong 24 giờ qua. Ấn Độ phải lên một cái kế hoạch, đó là xét nghiệm trên diện rộng ở tại New Delhi. Cái triển khai cái chương trình xét nghiệm này để xác định những ca bị dương tính với virus COVID-19 sau khi lệnh phong tỏa đã kéo dài 21 ngày ở Ấn Độ. Và dịch COVID-19 thì thưa quý vị, riêng ở Việt Nam cũng vậy, thì chính phủ của Việt Nam đã lên tiếng khuyến cáo những người dân ở Việt Nam mà đang ở những nước ngoài cũng tránh, đừng nên về lại Việt Nam vì bị sợ lây lan. Canada thì Canada cũng có một chương trình để mà kích thích kinh tế của họ, đó là đã bơm vào 200 tỷ tiền Canada để mà hỗ trợ cho nền kinh tế của đất nước Canada ứng phó với đại dịch COVID-19. Ở Hàn Quốc thì hiện nay thưa quý vị, cái tin tức vừa mới đưa ra trong ngày hôm nay thì ở Hàn Quốc cái vấn đề con số người bị lây lan ở Hàn Quốc lại trở lại và lại cũng tăng lên. Thái Lan và Campuchia cũng ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 mới. Rồi cái tâm dịch ở phía Trung Quốc là ở Vũ Hán thì cũng bắt đầu dần khôi phục lại hoạt động. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua thì ở Trung Quốc cũng lại có thêm những cái ca bị lây nhiễm từ những người dân của Trung Quốc trở về lại nước. Còn New York thì hiện nay đã trở thành tâm dịch của nước Mỹ và họ nói là có thể hơn những gì đang xảy ra ở Vũ Hán. Và với cái tình hình mà của dịch COVID-19 này, riêng cho quý vị thính giả ở trong vùng của Lệ Ngọc, đó là DC, Maryland, Virginia, thì cho tới tối sáng sớm của ngày hôm nay, thưa quý vị, ở vùng này đã có tới hơn 1.600 ca bị lây nhiễm. Ở bên DC thì thưa quý vị, số người ở bên DC là 650 ca đã bị nhiễm. Do đó chỉ trong một ngày thôi, ở bên DC đã có thêm 37 ca mới. Và như vậy thì cái con số mà hơn 1.600 người như vậy, quý vị thấy nó tăng rất là nhanh. Ở bên Virginia thì Lê Ngọc đang nhìn. Ở Virginia thì con số này thưa quý vị, chỉ riêng có trong ngày hôm qua thôi, thì Lê Ngọc đang nhìn xem cái con số của bên Virginia thì 604 ca và có 14 người chết. Rồi bên DC là có 3 người bị chết. Tổng số bên DC là 304 người. Còn ở bên Maryland thì cái con số ở bên Maryland, Lê Ngọc đang nhìn qua cái những cái tin tức ở vùng bên Maryland để có thể gửi đến cho quý vị thính giả. Ở bên Maryland thì như thế nào? Bên Maryland là cái con số mà người bị nhiễm nhiều nhất, nhưng mà con số người bị chết thì lại ít hơn bên Virginia. Hiện nay bên Maryland thì đã có 3 người bị chết. Cái con số này nhiều khi Lê Ngọc thấy mỗi một ngày nó đều có một cái sự
thay đổi. Riêng cái số người mà bị nhiễm ở bên Maryland lại cao hơn, thưa quý vị. Đó là ở trên hơn 600 người ở bên Maryland đã bị nhiễm. Mà cái con số nhiều nhất đó là ở quận Montgomery County. Và tiếp tục để trở lại với anh Việt Linh để xem tình hình của thế giới như thế nào với đại dịch COVID-19 cho tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, vài tuần qua đã chứng minh rằng ngay cả những người giàu có và quyền lực nhất thế giới cũng có khả năng nhiễm virus như bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, sự chú ý lại ít đặt lên những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đó là những người nghèo và những người vô gia cư. Vấn đề này gần như đã trở thành một khủng hoảng ở nước Anh, nơi mà trong tuần này đã bắt đầu có những hành động mạnh mẽ đáp trả lại sự bùng phát của virus corona. Các kho thực phẩm từ thiện đã cứu trợ một phần nhỏ trong số 14 triệu người nghèo đang cạn kiệt. Rất nhiều tình nguyện viên đã buộc phải tự cách ly và cũng trong tình trạng thiếu thực phẩm trầm trọng sau những đợt dự trữ đồ điên cuồng của mọi người. Tình hình cũng ảm đạm không kém đối với những người vô gia cư ở nước Anh, ước tính vào khoảng 320.000 người. Không thể làm theo chỉ định của chính phủ để tự cách ly. Họ phải đối mặt khi các dịch vụ cứu sống họ buộc phải đóng cửa khi họ cần nhất. Những người làm việc trong các nhà tạm trú cho những người vô gia cư đã chia sẻ với CNN rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ giờ đây đã trở thành sự thật. Với ít nhất một cơ sở buộc phải đóng cửa sau khi một trong những người vô gia cư tại đó chết vì COVID-19. Hầu hết những người trong nơi trú ẩn đó hiện đang ngủ ngoài đường và có khả năng tiếp xúc rất cao với những người mắc bệnh. Đó là những ngày tháng đặc biệt. Đó là năm Vương quốc Anh đi từ một chính phủ lao động trung tả sang một chính quyền lãnh đạo bảo thủ hữu tả. Và sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, chính phủ đã bắt tay vào thực hiện các chính sách cắt giảm triệt để chi tiêu nhà nước. Thông điệp rất rõ ràng: chúng tôi cần cắt giảm để cân bằng tình hình kinh tế. Tuy nhiên, các nhà phê bình lại tin rằng các chính sách của chính phủ trong một thập niên qua đã khiến hệ thống an sinh xã hội phải thỏa hiệp nhiều lần. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tác động kết hợp của các chính sách đó lên tới trung bình 3.000 bảng Anh mỗi năm đối với những người nghèo nhất. Mọi người hoảng loạn, tích trữ hàng hóa đã khiến các kệ hàng ở nước Anh trống rỗng, buộc các siêu thị phải phân phối số lượng cố định mà mỗi cá nhân có thể được mua. Đối với các kho thực phẩm nhỏ như Allison, đó là một vấn đề thực sự. Mua tích trữ đồng nghĩa với việc các siêu thị phải ra hạn mức mua sắm. Vì vậy mọi người không thể mua dư thừa để quyên góp. Đối với những người phải sử dụng thức ăn trong kho dự trữ, cuộc sống của họ vốn đã rất khó khăn và bây giờ thậm chí còn không có đồ ăn. Những thách thức mà tầng lớp dễ bị tổn thương nhất trong xã hội phải đối mặt không có gì mới. Các nhà vận động hy vọng rằng cuộc khủng hoảng này ít nhất sẽ khiến xã hội có nhận thức rõ ràng hơn về tình trạng khốn khó của những người nghèo và những người vô gia cư. COVID-19 đã phơi bày những vết nứt trong xã hội. Thưa quý vị, thủ đô của Tây Ban Nha đã ngừng sử dụng những bộ kit xét nghiệm COVID-19 do một công ty Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện nó không đủ chính xác, và Madrid đã trả lại 340.000 bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc. Những bộ kit xét nghiệm bị nghi ngờ đủ chính xác sau khi số ca nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha hôm 26 tháng 3 tăng chóng mặt lên 56.188 với 4.089 ca tử vong. Đến sáng ngày 27 tháng 3, các con số này là 57.786 và 4.365, chỉ thua Mỹ, Trung Quốc và Italy. Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm và Vi sinh Lâm sàng, một trong những viện nghiên cứu hàng đầu của Tây Ban Nha, đã đăng trên trang web của họ rằng họ phát hiện ra những gạt mũi của Trung Quốc có tỷ lệ chính xác dưới 30%. Những sản phẩm này do công ty công nghệ sinh học BioEasy thâm quyến phát triển. Tờ nhật báo Empire của Tây Ban Nha viết rằng chính quyền thành phố Madrid
đã quyết định ngừng sử dụng các bộ kit xét nghiệm của BioEasy và Bộ Y tế Tây Ban Nha để yêu cầu công ty này phải thay thế nguồn cung cấp khác. Tờ báo còn cho biết, chính quyền trung ương đã đặt hàng 340.000 bộ kit xét nghiệm của công ty này, theo South China Morning Post. Zhu Hai, quản lý của BioEasy, từ chối bình luận về việc này. Tôi không nắm rõ về tình hình. Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Tây Ban Nha. Vì vậy, tôi cần tìm hiểu thêm về việc này. Tây Ban Nha đã được thông báo rằng những bộ kit xét nghiệm nhanh của BioEasy có thể mang về kết quả xét nghiệm COVID-19 chính xác 80%. Nhưng những điều này trái ngược với những phát hiện của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm và Vi sinh Lâm sàng Tây Ban Nha. Trong khi đó, thì hội nghị G20, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu trên thế giới, quý vị đã thấy hoàn toàn thay đổi với cái đại dịch COVID-19. Thì những hội nghị thượng đỉnh trước đây thường xảy ra hay là thường được tổ chức ở một đất nước nào, thì lần này đó chỉ là những hội nghị trực tuyến đã diễn ra nhằm thảo luận về cách ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 mà đang đẩy cả thế giới vào cái nguy cơ kinh tế suy thoái. Các nhà lãnh đạo G20 tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử của nhóm G20 đã ra một cái tuyên bố khẳng định là sẽ cùng nhau nỗ lực hết sức mình để vượt qua cơn đại dịch COVID-19 lần này. Và cái sự khẳng định của G20 như sau: ưu tiên tuyệt đối của nhóm là phải làm như thế nào để đối phó với cơn đại dịch cũng như những tác động về y tế, xã hội và kinh tế. Và đồng thời khối G20 cũng đã cam kết thành lập một mặt trận thống nhất để chống lại đại dịch COVID-19. Các nhà lãnh đạo G20 tuyên bố sẽ khôi phục lại lòng tin rồi giữ vững được sự ổn định về kinh tế tài chính, khôi phục tăng trưởng và phải trở lại mạnh mẽ hơn, và cùng với đó trợ giúp tất cả các quốc gia đang gặp khó khăn cũng như phải cùng nhau phối hợp mọi biện pháp y tế công cộng và tài chính cần thiết để chống lại cơn đại dịch này, bảo vệ cho người dân của mỗi nước, kể cả những người mà dễ bị tổn thương nhất. Tuyên bố của khối G20 cũng nêu rõ lời cam kết chia sẻ mọi dữ liệu y tế và nghiên cứu về dịch bệnh COVID-19, tăng cường hệ thống y tế trên toàn thế giới và mở rộng ra một cái năng lực, đó là năng lực sản xuất về những mặt hàng y tế, đồng thời tăng cường vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc phối hợp để mà cùng nhau giúp đỡ cho toàn thế giới trong cái cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Thì ở tại hội nghị G20, Tổng thống của bên Hàn Quốc, đó là ông Moon Jae-in, thì ông đã chia sẻ với cộng đồng quốc tế những kinh nghiệm đã làm gì, làm như thế nào để mà đẩy lui dịch bệnh của Hàn Quốc, gồm có những công tác phòng dịch ưu tiên và quan trọng nhất là minh bạch cùng với tinh thần dân chủ và sự tham gia tự nguyện của người dân Nam Hàn. Trong khi đó thì ông cũng đề cập đến việc phát triển sớm những bộ xét nghiệm, lắp đặt những trạm xét nghiệm lưu động drive-thru, và bên cạnh đó thì Seoul cũng đã tăng cường hiệu quả phòng dịch bằng cách áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt để mà hạn chế tối đa người dân di chuyển. Điều quan trọng nhất mà ông Moon Jae-in nói là phải duy trì vấn đề giao lưu kinh tế cần thiết giữa các nước, hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực của dịch bệnh đến nền kinh tế của thế giới. Và để làm được điều này thì các nước cần cho phép các nhân lực cần thiết, trong đó có doanh nhân, có bác sĩ, có những nhà nghiên cứu khoa học đi lại trong phạm vi không gây trở ngại đến biện pháp phòng dịch của các nước. Từ vấn đề đó mà cái tin vui mà Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị ở ngay trong những cái giây phút đầu tiên, thưa quý vị, đó là cái vấn đề là cơ quan FDA quản trị dược phẩm của Hoa Kỳ đã chuẩn thuận trong tối ngày hôm qua một lần nữa gửi đến cho quý vị cái mẫu xét nghiệm mới có tên là ID Now COVID-19 để mà xét nghiệm một cách rất là nhanh chóng để đưa đến một cái kết quả cấp tốc chỉ trong vòng khoảng 15 phút và của công ty Abbott Laboratories.
Thưa quý vị, khi dịch COVID-19 đang lây lan toàn cầu, nước Mỹ chia tay ra với các đối thủ như Iran và Triều Tiên, đề nghị giúp họ chống dịch bệnh dù vẫn giữ nguyên lệnh trừng phạt. Đây là ngoại giao thảm họa của chính phủ Donald Trump. Iran đang là vùng dịch lớn thứ hai châu Á sau Trung Quốc đại lục. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng trước cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ người dân Iran. Trong một thông điệp được truyền tải qua Thụy Sĩ, trung gian giữa Washington và Tehran, Mỹ không nói rõ có thể hỗ trợ như thế nào. Nhưng cử chỉ này đánh dấu thay đổi của một chính quyền đã cố gắng làm suy yếu chính phủ Iran bằng mọi cách có thể và áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Tehran gần đây, nhất là vào tuần trước. Mặc dù đã ghi nhận hơn 29.000 ca nhiễm và hơn 2.200 ca tử vong, Iran nhanh chóng từ chối lời đề nghị của nước Mỹ và nói rằng Mỹ không chân thật, và điều họ thực sự muốn là nới lỏng lệnh trừng phạt mà Trump đã áp đặt kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, hai năm trước. Ngay cả trước khi bị COVID-19 tấn công, Iran đã lập luận rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đang khiến những người dân vô tội phải chịu đựng khó khăn. Trong thư ngỏ tới người dân Mỹ tuần trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Mỹ đang giúp sức cho COVID-19 bằng các biện pháp trừng phạt, gây ảnh hưởng đến cuộc chiến chống dịch của người dân Iran và một số người đã phải mất mạng. Trong khi đó, các quan chức Mỹ lại cho rằng chính phủ Iran nên tự trách mình và họ chỉ có thể nhanh chóng chấm dứt các lệnh trừng phạt bằng cách từ bỏ chương trình hạt nhân và can dự nước ngoài ở những nơi như Syria và Yemen. Tuy nhiên, thưa quý vị, các lãnh đạo châu Âu, Trung Quốc, Nga và cả một số nghị sĩ dân chủ đã kêu gọi Washington nới lỏng trừng phạt. Hai quan chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres và Michelle Bachelet, Ủy viên cao cấp về nhân quyền, tuần này kêu gọi nới lỏng trừng phạt tài chính với các nước đang gặp khó khăn về kinh tế. Bachelet cho rằng lệnh trừng phạt có thể cản trở điều trị y tế ở Iran, Venezuela, Cuba, Triều Tiên và Zimbabwe. Tất cả các nước này đều đang bị Mỹ trừng phạt. Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ duy trì quan điểm lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến viện trợ nhân đạo cho Iran và cách quản lý sai lầm cùng nạn tham nhũng của chính phủ là nguyên nhân khiến người dân nước này lâm vào đau khổ. Những đề nghị giúp đỡ của ông Trump được Triều Tiên đón nhận thân thiện hơn. Trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đăng lên, Kim Yo-yong, em gái của Kim Jong-un, nói rằng đề nghị của ông Trump cho thấy ý định hợp tác trong công tác chống dịch và gửi lời cảm ơn chân thành đến nước Mỹ. Nhưng cô Kim không nói rõ liệu Bình Nhưỡng có chấp nhận hay không. Triều Tiên cho biết họ không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng các chuyên gia không tin điều này. Ông Trump muốn hồi sinh nỗ lực đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ một năm trước, sau khi ông bác bỏ yêu cầu nới lỏng trừng phạt của Triều Tiên. Hai trường hợp Iran và Triều Tiên cho thấy dù đại dịch diễn biến phức tạp, ông Trump luôn tiếp tục theo đuổi các mục tiêu chính sách đối ngoại. Các quan chức chính quyền cho rằng khủng hoảng tạo ra những cơ hội mới, nhưng nó cũng mang đến những rủi ro khi Trung Quốc và Nga cũng tìm cách tận dụng cơ hội này. Giới chuyên gia gọi đây là ngoại giao thảm họa. Các quốc gia sử dụng những thảm họa như động đất, sóng thần và dịch bệnh để thúc đẩy chương trình nghị sự ở nước ngoài. Trong lịch sử, họ thường áp dụng chính sách này khi một nước hay một khu vực gặp thảm họa. Nhưng giờ đây, Trump và các lãnh đạo thế giới khác đang định hình phản ứng chính trị theo một cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Và thưa quý vị, ngay cả sự hợp tác giữa các đồng minh không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như Mỹ mong muốn. Sau cuộc họp hôm 25 tháng 3, với các ngoại trưởng của G7, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng trợ giúp y tế của Mỹ với các nước khác đã chứng minh sự hào phóng của người Mỹ. Tuy nhiên,
ông Mike Pompeo không phủ nhận khi tờ báo Der Spiegel của nước Đức đưa tin Mỹ muốn các bộ trưởng G7 chấp nhận cách viết virus Vũ Hán trong tuyên bố chung, khi chính quyền Trump đang liên tục chỉ trích Trung Quốc che đại dịch trong giai đoạn đầu. Cuối cùng, trong tuyên bố của cuộc họp G7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian không đề cập đến Trung Quốc. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng cần chống lại mọi nỗ lực khai thác khủng hoảng cho mục đích chính trị. Thưa quý vị, Tổng thống Trump đã ký đạo luật Taipei thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Đài Loan trong việc tăng cường mối quan hệ với các nước trên thế giới. Đạo luật có tên chính thức là Đạo luật Sáng kiến bảo vệ và tăng cường đồng minh quốc tế Đài Loan, Taipei, đã được Hạ viện nhất trí thông qua vào ngày 4 tháng 3. Dự luật đã được Thượng viện nhất trí thông qua trước đó vào tháng 10 năm 2019, sau đó phải được dàn xếp với phiên bản của Hạ viện trước khi trình lên để ông Trump ký thành luật. Đạo luật được Thượng nghị sĩ Cory Gardner thuộc Đảng Cộng hòa bang Colorado và Thượng nghị sĩ Chris Coons thuộc Đảng Dân chủ bang Delaware chấp bút và nói rằng Mỹ nên hỗ trợ Đài Loan để tăng cường liên minh trên khắp thế giới trong bối cảnh áp lực Trung Quốc gia tăng và những gì ông Coons gọi là chiến thuật bắt nạt của Bắc Kinh. Mỹ nên sử dụng mọi công cụ để hỗ trợ Đài Loan trên trường quốc tế. Đạo luật lưỡng đảng đòi hỏi cách tiếp cận toàn chính phủ để tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan và sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới các quốc gia rằng sẽ có hậu quả cho việc hỗ trợ các hành động của Trung Quốc làm suy yếu Đài Loan. Theo dự luật, Mỹ sẽ xem xét giảm cam kết kinh tế, an ninh và ngoại giao với các quốc gia có hành động quan trọng để làm suy yếu Đài Loan. Bắc Kinh đã chỉ trích hành động của các nhà lập pháp Mỹ là những nỗ lực can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên đã gọi đạo luật Taipei là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Theo South China Morning Post, Đài Loan hiện duy trì quan hệ ngoại giao đầy đủ với 15 quốc gia. Kể từ năm 2016, khi lãnh đạo dân chủ Đài Loan Thái Anh Văn lên nắm quyền, 8 quốc gia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để ủng hộ Bắc Kinh. Bà Thái Anh Văn mô tả những hành động này là một phần của hoạt động cưỡng chế ngoại giao và quân sự của Trung Quốc. Theo dự luật, Mỹ nên ủng hộ tư cách thành viên của Đài Loan trong tất cả tổ chức quốc tế, trong đó tình trạng nhà nước không phải là yêu cầu, và nói rằng Đài Loan nên được cấp tư cách quan sát viên trong các tổ chức quốc tế thích hợp khác. Thưa quý vị, giữa mùa đại dịch Corona, một điều khó tin nhưng có thật, đó là việc đứng cạnh nhau cũng có thể là một tội phải đi tù ở Singapore. Singapore sẽ phạt tù và xử phạt hành chính các cá nhân, tổ chức hay chủ doanh nghiệp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Người dân có thể bị phạt tù tới 6 tháng nếu cố ý đứng gần người khác. Theo đạo luật mới có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3 tại Singapore, những người không tuân thủ các quy định tránh tiếp xúc xã hội khác cũng phải chịu mức phạt lên tới 10.000 đô la Singapore, tức 6.900 Mỹ Kim. Đảo quốc này mới công bố một loạt biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bao gồm đóng cửa các quán bar, rạp chiếu phim và tạm dừng nhiều sự kiện lễ hội lớn. Đạo luật về bệnh truyền nhiễm sẽ nâng cao tính pháp lý của các biện pháp thời dịch bệnh nhằm bảo đảm quá trình thực thi. Bộ Y tế cũng cho biết kể từ ngày 27 tháng 3, các cuộc tụ họp bên ngoài cơ quan hay trường học chỉ giới hạn dưới 10 người. Người dân cũng phải duy trì khoảng cách trên 1 mét với những người xung quanh, đặc biệt ở nơi nhiều sự tương tác như siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm. Chủ cơ sở kinh doanh và các đơn vị tổ chức sự kiện cũng phải bảo đảm khoảng cách an toàn trên 1 mét trong sơ đồ bố trí ghế ngồi. Tất cả các trường hợp vi phạm những quy định kể trên đều sẽ đối mặt với án tù lên tới 6 tháng và án phạt lên tới 6.900 Mỹ Kim.
Trước đó chính phủ đã từng yêu cầu tất cả những người nhập cảnh vào nước này kể từ 20 tháng 3, dù là công dân Singapore hay người có visa lưu trú dài hạn, đều phải tuân thủ quy định tự cách ly trong 14 ngày. Những người trở về từ Anh và Mỹ phải được đưa vào cơ sở cách ly tập trung kể từ 25 tháng 3. Trong khi đó, những ai bị chẩn đoán có triệu chứng của bệnh hô hấp cũng không được ra khỏi nhà nếu không có lý do thỏa đáng. Singapore, thưa quý vị, vốn nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm thấp và luật pháp nghiêm ngặt, đang có nhiều hành động phòng dịch mạnh mẽ hơn sau khi số ca ngoại nhập nhiễm COVID-19 tăng đột biến. Bộ trưởng Y tế tuần này khẳng định rằng chúng tôi phải thực hiện các biện pháp bảo đảm khoảng cách an toàn chặt chẽ hơn để giảm thiểu hoạt động xã hội và nguy cơ lây lan. Tính đến sáng ngày 27 tháng 3, Singapore ghi nhận 683 ca nhiễm và 2 ca tử vong do virus corona. Tuy nhiên, cách tiếp cận khéo léo, tránh phong tỏa cục bộ của quốc đảo nhận được nhiều sự công nhận từ cộng đồng quốc tế. Và thưa quý vị, những tin tức mới nhất khi mà nói đến cái vấn đề lây lan COVID-19 nó gia tăng quá nhanh, thì dù là 1 mét hay 2 mét, tức là ở nước Mỹ của chúng ta nói social distance, cách xa nhau 6 feet, người ta nói cũng chưa chắc là đủ, cũng vẫn có thể bị lây nhiễm COVID-19. Nhiều quốc gia đã áp dụng những hình thức nào là từ phạt tiền cho đến ngay cả truy tố hình sự đối với những người mà vi phạm những biện pháp đối phó với lại dịch bệnh này. Trong cái tình hình mà toàn thế giới đang gọi là rất là lo sợ đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thì chỉ cần có một cá nhân hay là một nhóm để trốn cái vấn đề cách ly, không khai báo y tế, và đặc biệt là lan truyền những cái tin giả, cố tình lây nhiễm cho người khác, cũng gây ra cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Do đó, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng rất nhiều những hình thức, trong đó phạt tiền đến truy tố hình sự đối với những người mà vi phạm cái biện pháp đối phó với dịch bệnh COVID-19. Lê Ngọc lần lượt gửi đến cho quý vị thì tại nước Ý, quốc gia châu Âu mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19, thì người nào mà vi phạm cái lệnh phong tỏa trên toàn quốc phải đối mặt với cái mức án là 3 tháng tù giam hoặc là bị phạt 206 tiền euro. Rồi thủ tướng của nước Ý Giuseppe Conte thì đã ký một cái sắc lệnh là mở rộng những biện pháp phong tỏa ra toàn bộ đất nước Ý trên 60 triệu dân, và tính cho tới ngày hôm nay nước Ý họ đã ghi nhận được cái con số cũng gia tăng, thưa quý vị, trên 86.000 người đã bị nhiễm virus COVID-19 và con số cũng đã hơn 9.000 người bị chết. Trong khi đó tại nước Pháp, chỉ trong có 2 ngày kể từ khi chính phủ của nước Pháp áp đặt một cái lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 17 tháng 3, thì cái số người mà bị phạt tiền, con số này cũng nhiều lắm nha thưa quý vị, tới trên 4.000 người vì vi phạm quy định. Cảnh sát của nước Pháp cho biết những cái mức phạt dao động từ 35 euro cho đến 375 euro. Bộ trưởng Nội vụ của nước Pháp Christopher Castaner khẳng định là quy định không nhằm cái mục đích để mà xử phạt người dân, mà chỉ là một cách áp dụng để bảo vệ cho người dân. Ở Ấn Độ thì cảnh sát của Ấn Độ, thưa vị, họ không phạt tiền, mà cảnh sát Ấn Độ họ nghĩ ra một cái hình thức xử phạt rất là lạ đối với những người dân mà vi phạm cái lệnh giới nghiêm áp dụng cho nước Ấn Độ mà tới trên 1,3 tỷ dân, nhằm để răn đe đối với những người rời khỏi nhà trong cái giờ mà bị giới nghiêm. Thì cảnh sát Ấn Độ họ đã yêu cầu những người vi phạm phải làm gì? Phải dọn rác trên đường, rồi hít đất nữa, thưa quý vị. Đó là nói là những cái hình phạt rất là lạ lắm ở đất nước Ấn Độ. Còn tại Litva thì hồi đầu tuần này, Bộ Tư pháp của nước này cũng đã đưa ra một cái dự thảo là sửa đổi lập pháp để mà trừng phạt nghiêm khắc hơn những người mà vi phạm cái lệnh cách ly. Theo cái sự sửa đổi của dự thảo này, thì những người mà không tự cách ly sau khi họ trở về từ nước ngoài phải chịu những cái cáo buộc hình sự với cái mức án lên tới 1 năm tù. Còn đối với những người mà vi phạm nhẹ hơn, thì cảnh sát của Litva có thể xử phạt hành chính dao động từ 500 euro cho tới 1.500 euro đối với những cá nhân
và từ 1.500 cho tới 6.000 euro đối với những doanh nghiệp. Hàn Quốc thì như thế nào? Thì Hàn Quốc đã cảnh báo là sẽ trục xuất những người nước ngoài hoặc là phạt tù người dân của Hàn Quốc nếu như vi phạm lệnh cách ly 14 ngày. Thì theo đó, người dân Hàn Quốc mà cố tình vi phạm lệnh cách ly sẽ phải đối mặt với cái án tù lên đến cũng một năm hoặc một cái khoản tiền phạt lên tới 10 triệu won. Đối với nhóm người mà ở nước ngoài thì ngay lập tức sẽ bị trục xuất trở về lại nước. Tại Israel, những người mà trở về từ nước ngoài nếu mà như vi phạm cái lệnh tự cách ly mình cũng bắt buộc có thể lĩnh án lên tới, wow, Lê Ngọc tới thấy tới 7 năm tù lận. Còn nếu như mà vô tình vi phạm thì mức án có thể giảm xuống còn 3 năm. Và còn một điều nữa thưa quý vị, nếu mà khai báo y tế gian dối thì như thế nào? Tại Singapore, nếu mà khai báo y tế gian dối là một hành vi vi phạm đạo luật bệnh truyền nhiễm của Singapore, người mà vi phạm sẽ phải chịu một cái mức phạt hành chính lên tới 10.000 đô la Singapore một người, hoặc là 6 tháng tù giam, hoặc là chịu cả hai hình phạt này, vừa phải trả tiền mà vừa phải bị ở tù. Trước đó, vào cuối tháng 2 vừa mới qua đây, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã phải ra tàu, đi ra tòa để mà hầu tòa sau khi khai báo sai cái lịch trình di chuyển của cặp vợ chồng này với Bộ Y tế, cản trở công tác theo dõi dấu vết của bệnh dịch và gây nguy hiểm có thể làm lây lan cho những người ở trong cộng đồng, sức khỏe của người dân ở tại Singapore. Và để nỗ lực ngăn chặn cái dịch COVID-19 này, Saudi Arabia cũng thông báo phạt tiền lên tới 133.000 Mỹ Kim đối với người mà khai báo không chính xác về tình hình sức khỏe cũng như là chi tiết cái lịch trình mà họ đi lại. Còn vấn đề lan truyền tin giả nữa, thưa quý vị, thành thứ mỗi lần nhận được một cái bản tin nào, quý vị hãy kiểm chứng trước khi mà quý vị chuyển đi lan truyền để ngăn chặn cái tin đồn thất thiệt về dịch bệnh này gây hoang mang trên trang mạng xã hội. Quốc hội Philippines họ thông qua một cái đạo luật họ gọi là The Bayanihan to Heal as One Act. Theo đó, thì những người nào mà cố tình lan truyền, chuyển tải những cái tin giả về dịch bệnh sẽ bị xử phạt 1 triệu peso hoặc là bị 2 tháng tù giam. Trong khi đó thì công dân của người của Nam Phi nếu mà cố ý chuyển đi những cái thông tin gây hoang mang về COVID-19 thì có thể phải đối mặt với lại mức án. Đó là một cái mức án 6 tháng tù. Đó là những cái hình phạt mà hiện nay thế giới họ đang áp dụng rất là chặt chẽ để mà cố làm ngăn chặn cái sự lây lan mà mỗi ngày chúng ta thấy cái con số này nó gia tăng rất là nhanh. Thưa quý vị, một lời nhận xét của ông Luis Miguel Barbosa là một lãnh đạo của Mexico đã nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Họ đặt ra những câu hỏi rằng tại sao một quan chức chính phủ lại lan truyền một thông tin không dựa trên cơ sở thực tế như vậy, khi ông nói rằng người nghèo Mexico miễn dịch với virus corona. Hôm 26 tháng 3, ông Luis Miguel Barbosa, thống đốc bang Puebla của Mexico, phát biểu với các phóng viên rằng người nghèo Mexico miễn dịch với virus corona. Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên YouTube và Facebook, ông Miguel Barbosa đã đưa ra một câu hỏi với các phóng viên về những đối tượng nhiễm bệnh ở thời điểm này. Ông nói rằng phần lớn người nhiễm bệnh đều là những người giàu có, bạn biết đấy. Nếu bạn giàu thì bạn sẽ gặp nguy cơ, còn nếu bạn nghèo, không, thực ra chúng ta đều nghèo thì chúng ta sẽ được miễn dịch. Cho tới nay, vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy COVID-19 có thể ảnh hưởng đến những đối tượng khác nhau do địa vị kinh tế. Lời nhận xét của ông đã nhanh chóng trở thành chủ đề sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, ông Barbosa cũng lưu ý rằng những trường hợp nhiễm bệnh gần đây đều có mối liên hệ giữa sự giàu có và hoạt động du lịch. Trong số 585 ca nhiễm cho đến nay đã được xác nhận tại Mexico,
có khoảng 75% liên quan đến những việc di chuyển ra nước ngoài, theo thống kê y tế liên bang. Các chuyên gia nhận định rằng có thể ông Barbosa tin vào khuôn mẫu rằng người nghèo có sức đề kháng tốt vì điều kiện vệ sinh kém. Tuy nhiên, khi được hỏi về những bình luận được đưa ra vào ngày 26 tháng 3, ông Barbosa từ chối phản hồi. Gần đây, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cũng hứng chịu nhiều chỉ trích đối với thái độ được cho là phủ nhận về sự bùng phát của dịch bệnh. Và khi đại dịch lan rộng khắp thế giới vào tuần trước, ông López Obrador đã không thực hiện những biện pháp cách ly xã hội và thể hiện sự chủ quan, thờ ơ đối với những mối đe dọa của dịch bệnh. Ông thông báo với người dân rằng các gia đình vẫn sống và sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, thái độ của ông López Obrador đã thay đổi đột ngột khi số ca nhiễm COVID-19 tại Mexico đã tăng hơn gấp đôi kể từ ngày 20 tháng 3 và kêu gọi người dân giữ an toàn, ở nhà, hạn chế ra ngoài. Chính phủ liên bang Mexico cũng tăng cường những biện pháp đối phó với dịch bệnh bằng cách đóng cửa các trường học, văn phòng liên bang không cần thiết và khuyến khích người dân cách ly xã hội. Thưa quý vị, sau Thủ tướng Anh thì đến Bộ trưởng Y tế cũng thông báo nhiễm COVID-19 và nước Anh đã báo động. Không lâu sau, khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tiết lộ việc ông đã nhiễm virus corona, thì Bộ trưởng Y tế của nước này cũng thông báo tương tự. Truyền thông của nước Anh đồng loạt trích dẫn thông điệp mới đăng tải trên Twitter của Bộ trưởng Y tế Matt Hancock. Ông đã đi xét nghiệm COVID-19 theo lời khuyên của các chuyên gia y tế sau khi xuất hiện các triệu chứng. Kết quả xét nghiệm xác nhận ông Hancock cũng dương tính với virus corona giống như Thủ tướng Johnson. Lãnh đạo Bộ Y tế nước Anh cho biết thêm, ông hiện đang tự cách ly và làm việc tại nhà. Ông cũng hy vọng có thể kết thúc việc tự cách ly vào thứ Năm tuần tới, ngày 20 tháng 4. Trước đó, BBC đưa tin Thủ tướng Johnson, 55 tuổi, đã đi làm xét nghiệm COVID-19 theo lời khuyên của Bộ trưởng Hancock sau khi ông có các triệu chứng bệnh nhẹ trong vòng 24 giờ qua. Người đứng đầu chính phủ Anh hiện đang tự cách ly tại nhà và tiếp tục điều hành công việc của chính phủ, kể cả cuộc chiến chống dịch COVID-19 thông qua cuộc họp trực tuyến. Hiện chưa có thông tin đề cập đến việc ông Johnson và ông Hancock có thể lây nhiễm virus nguy hiểm từ ai và trong hoàn cảnh nào. Dư luận cũng đặt câu hỏi về việc các quan chức này đã tiếp xúc với những ai hay còn những cá nhân nào khác cần phải đi xét nghiệm. Theo BBC, Thủ tướng Johnson đã có mặt tại Quốc hội trong vài ngày trở lại đây và gặp nhiều nhân vật cấp cao trong nội các của ông, kể cả Bộ trưởng Y tế. Phát ngôn viên số 10 phố Downing cho hay mọi biện pháp cách ly đang được áp dụng tại nơi này. Các bữa ăn và tài liệu của Thủ tướng sẽ được đặt bên ngoài cửa phòng để ông tự lấy. Bạn gái đang mang bầu của ông Johnson được tin cũng đang tự cách ly, dù thông tin nơi ở của bà không được văn phòng Thủ tướng tiết lộ. Canada thì cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị, Canada đã cũng xác nhận là ở đất nước Canada đã có hơn 4.000 ca nhiễm, 4.018 ca nhiễm COVID-19, và trong đó thì 6% đã phải nhập viện điều trị. Và số người bị chết cũng đã là lên tới 39 người. Thì cái đại dịch COVID-19 này gây ra đang diễn biến cũng rất là nghiêm trọng tại Canada. Với cái số người mà Lệ Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Thì chính phủ của Liên bang Canada vừa mới quyết định họ cũng đóng cửa toàn bộ 317 trung tâm dịch vụ, là nơi mà người dân có thể trực tiếp đến để mà đăng ký bảo hiểm cho việc làm, chế độ an sinh cho người cao tuổi, đăng ký trợ cấp hưu trí và làm hộ chiếu. Trong cái tình hình mà có quá nhiều nhân viên của những trung tâm này từ chối đến công sở làm việc vì họ cũng sợ bị lây lan với lại những khi mà họ tiếp xúc với lại những người lạ. Nhiều nhân viên của trung tâm họ gọi điện, họ dùng cái lý do là họ bị bệnh hoặc là từ chối đi làm với lý do là không cảm thấy an toàn khi mà đại dịch COVID-19 có cái xu hướng lây lan mạnh
mặc dù những cái biện pháp gọi là cách xa nhau, gọi là social distance vẫn được áp dụng. Bộ trưởng Phát triển Xã hội, rồi trẻ em và gia đình ở Canada cho biết người dân vẫn có thể nộp đơn đăng ký xin phúc lợi xã hội qua trang mạng hoặc là qua điện thoại. Và tình trạng mà người dân bị mất việc ở Canada cũng không kém gì ở Mỹ, cũng đã bùng nổ trong 2 tuần qua trong cái tình hình Canada đóng cửa gần như toàn bộ nền kinh tế để mà chặn lại cái đà lây lan của đại dịch COVID-19. Con số Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị. Trong tuần qua, có khoảng hơn 1 triệu người dân Canada cũng nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp, trong khi cái số ở nước Mỹ của chúng ta, con số này quý vị cũng đã nghe Lê Ngọc gửi đến cho quý vị, hơn 3.300.000 người dân Mỹ xin tiền thất nghiệp, và con số này sẽ tiếp tục tăng thêm trong những ngày trong tuần sắp tới. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR, và sau đó anh Việt Linh và Lê Ngọc sẽ trở lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày cuối tuần. Tôi ở đây muốn nói về sự đại diện, làm nên sự khác biệt cho chính tôi và cho cộng đồng. Bạn có biết không, thống kê dân số xảy ra mỗi 10 năm để kiểm kê chính xác số người sinh sống trong toàn Hoa Kỳ. Những con số này được dùng để xác định nhiều khía cạnh đại diện của chúng ta trong các cấp bậc chính quyền. Đó là một cách để đảm bảo nhu cầu chúng ta được lắng nghe. Khi tôi trả lời thống kê dân số 2020, tôi được đếm là chính tôi và là một phần của cộng đồng. Và nếu tôi không trả lời thì lại giống như không có sự hiện diện. Hãy hình dung điều đó. Không thể nào. Chỉ cần trả lời vài câu hỏi đơn giản để nhận được sự quan tâm mà tôi xứng đáng, mà chúng ta xứng đáng. Cùng nhau hợp sức, chúng ta có thể làm nên sự khác biệt. Định hướng tương lai khởi đầu từ đây. Hoàn thành thống kê dân số tại 2020census.gov, được chi trả bởi Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Văn phòng luật sư Frederick J. Day. Chúng tôi phụ trách các trường hợp về tai nạn xe cộ. Với sự tận tâm của các luật sư nhiều năm kinh nghiệm, văn phòng chúng tôi đã đòi bồi thường cao nhất cho các thương chủ trong nhiều năm qua, tham khảo miễn phí, chỉ nhận thù lao sau khi được bồi thường. Luật di trú, văn phòng chúng tôi đã đem đến sự đoàn tụ cho nhiều gia đình và du lịch từ Việt Nam sang thăm thân nhân, bảo lãnh cha mẹ, anh em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, con ngoại hôn, xin visa re-entry permit, lập công hàm độc thân, binh vực khi bị trục xuất, kháng cáo khi hồ sơ bị bác tại Việt Nam, đảm nhận các dịch vụ ODP, điều chỉnh tình trạng cư trú, lập thẻ xanh Green Card cho HO, gia đình và diện PIP, Refugee, luật gia đình, lập chúc thư, tín nhiệm thư, Trust, đổi họ và tên, ly thân, ly dị, luật thương mại, thành lập công ty, hợp đồng, thành lập hội từ thiện, sang nhường cửa tiệm, quit claim, lấy tên ra khỏi hợp đồng, kinh nghiệm, tận tâm, uy tín, luật sư có mặt hàng ngày, sẵn sàng giải thích mọi thắc mắc và đại diện thân chủ trước tòa án. Văn phòng luật sư Frederick J. Day do một nhóm luật sư và nhân viên uy tín, tận tâm, kinh nghiệm, sẵn sàng phục vụ đồng hương tại địa chỉ 5641 Columbia Pike, Fortress, Virginia 22041, số điện thoại 703-845-1999, 703-845-1999 hoặc 703-845-8723, 703-845-8723. Thân ái mến chào quý vị. Trong cuộc sống có những điều rất bình thường mà chúng ta ít khi quan tâm. Đó là nước uống cho cơ thể của chúng ta. Nguồn nước không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của mọi người. Để thay đổi nguồn nước không tốt đó, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu chiếc máy Kangen K8. Với đặc tính khoa học và tối tân nhất hiện nay trong việc đào thải các chất axit và các hóa chất có rất nhiều trong nguồn nước uống hiện nay. Chiếc máy Kangen K8 còn tạo ra 7 nguồn nước khác nhau, uống rất tốt cho sức khỏe. Nguồn nước này còn giúp cho làn da đẹp, làm cho mái tóc mượt mà. Nguồn nước này còn rửa được rau, thịt cá và nấu ăn rất là ngon. Xin hân hạnh giới thiệu chiếc máy Kangen K8. Thay đổi nguồn nước chính là lúc chúng ta đang thay đổi trong cuộc sống.
Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để hiểu rõ về sức mạnh của nguồn nước Kangen, chắc chắn giúp cho quý vị sẽ tìm lại được kho tàng quý báu chính là sức khỏe. 703-992-6100, nguồn nước mới, cuộc sống mới. 703-992-6100 hay 703-473-9326. Và thưa quý vị, hãy sống, chúng ta hãy sống một cuộc sống hưu trí, an toàn và thoải mái hơn. Rất nhiều cặp vợ chồng hưu trí hiện nay dựa vào phúc lợi an sinh xã hội của quý vị như là một nguồn lợi tức căn bản và bảo đảm khi hưu trí. Tuy nhiên, khi một trong hai người qua đời thì khoản tiền của người hôn phối còn sống nhận được có thể bị giảm xuống 50%. Và chúng ta làm thế nào để có một cuộc sống hưu trí, thoải mái, bảo vệ từ hợp đồng nhân thọ trọn đời, whole life, có thể chế ngự một số điều không chắc chắn khi quý vị hưu trí. Hợp đồng này có thể giúp cho quý vị tự tin và chi tiêu nhiều hơn từ những tài sản hưu trí khác và tận hưởng một cuộc sống hưu trí, an toàn, thoải mái hơn. Trong suốt thời gian đại suy thoái, từ năm 2007 cho đến năm 2009, những người có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời, whole life, có thể đã thấy là giá trị nhà cửa và đầu tư của quý vị giảm đi. Tuy nhiên, khi quý vị đọc cầm bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ whole life, quý vị sẽ thấy sự khác biệt, giá trị tiền mặt của quý vị tăng lên mỗi năm trong cùng khoảng thời gian này. Quý vị hãy gọi ngay Trần Lê Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326 để biết rõ chi tiết và để sửa soạn cho một cuộc sống hưu trí, an toàn và thoải mái hơn khi quý vị về hưu. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin với anh Việt Linh và Lê Ngọc. Trước khi mà mời quý vị bước vào những cái bản tin để có những cái giây phút thoải mái mà do chính từ quý vị thính giả nhắn tin gửi vào cho Lê Ngọc trong những cái giây phút ở cái thời điểm của đại dịch COVID-19 này, thì Lê Ngọc chia sẻ với quý vị nha. Thì chúng ta biết là thất nghiệp, con số Lê Ngọc cũng đã gửi đến cho quý vị, không riêng gì ở Hoa Kỳ, ở Canada, mà Lê Ngọc nghĩ là tất cả các nơi trên thế giới đều bị ảnh hưởng vì cái sự cách ly để tránh cái sự lây lan của cái con virus này. Thì thưa quý vị, đây là cái nhắn tin của quý vị thính giả gửi vào nha, ở ngay trong vùng của Lê Ngọc 703. Nghề tóc thì đang khóc lóc, nghề thiết kế thì ế như con dế, nghề giáo viên thì nghỉ triền miên, nghề đứng đường tạm về vườn, nghề làm gái thì buông buồn tê tái, nghề khách sạn thì gặp đại nạn, nghề nông dân đang bó chân, nghề nhà hàng đang la làng, nghề nội thất thì đang ngất, nghề làm nông thì đang long bông, nghề kinh doanh thì đang banh, nghề neo đang đói meo, nghề ảnh đang quá rảnh, nghề ghi đề thì đang bị lề mề, nghề chụp hình thì đang thúi hình, nghề bán xe thì đang tè le, nghề giật giỏ thì đang treo mỏ, ngành du lịch thì đang mắc dịch, bất động sản thì đang phá sản, khách sạn đang gặp hoạn nạn, nghề dược thì làm ăn rất được, nghề y tế, nghề y tá thì đang vất vả, nghề bác sĩ đang rất chăm chỉ, nghề marketing đang điêu linh, nghề ca sĩ thì đang ngủ kỹ, nghề giải trí đang rất bí, nghề diễn viên muốn phát điên, nghề chạy bàn đang rất nhàn, buôn bán đang rất chán, nghề ở không vẫn long bông, nghề ngân hàng chết lâm sàng, nghề nhà báo thì đang rất bát nháo, nghề báo đang rất ngáo, còn nghề quản lý chung cư thì các sếp cũng đang rất ưu tư. Cuối cùng thì tất cả các nghề ở nước Mỹ, ở trên thế giới, ở bất cứ nơi nào thì công ăn việc làm đều bị lả đi. Thật sự khi mà Lê Ngọc thấy cái này của quý vị thính giả gửi vào thì Lê Ngọc thấy đúng là cái tâm trạng của tất cả những cái công ăn việc làm hiện nay. Lê Ngọc rất mong với cái lời chúc của anh Việt Linh ở ngay những giây phút đầu
cái sức khỏe, cái bình an của chúng ta là ưu tiên. Và sau đó mọi người chúng ta sẽ vượt qua được cái đại dịch COVID-19 này. Trở lại với anh Việt Linh với những cái tin tức liên quan đến nước Mỹ, khi mà cái số ca nhiễm ở Mỹ đã vượt qua hơn 100.000 ca nhiễm, cái con số gia tăng rất là nhanh chóng chỉ vài tuần trước đây mà thôi. Lê Ngọc xin mời anh Việt Linh.